Thời gian qua, Vuka và Kim Tuấn Kiệt trở thành cặp đôi vàng được cộng đồng mạng để truyền mệt nghĩ. Tính đôi vừa lứa đã đành, cả hai còn vô số lần lộ dấu hiệu đang nằm hẹn hò. Dù có hiên cỡ mồm một nhưng Vuka và Kim Tuấn Kiệt đều quyết định im lặng. Mới đây, cả hai đã đồng loạt đăng ảnh story đang đi ăn nhà hàng với người ấy. Nhưng thú vị nhất chính là những góc chụp, những món đồ xuất hiện trong bức ảnh của cả hai đều rất giống nhau. Cư dân mạng đang đồn đoán rằng họ đang hẹn hò và mập mờ thể hiện tình cảm với nhau. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của Vuka có đăng tải hình ảnh đi ăn tối tại nhà hàng cực kỳ lãng mạn với dòng chữ chúc mừng Giáng sinh. Nhưng đáng chú ý chính là trên story của Kim Tuấn Kiệt cũng đăng tải hình ảnh đang đi ăn nhà hàng và từ bách vào đến bầu. Các cái bàn, các đồ dùng trên bàn đều trùng khớp với những hình ảnh Vuka đăng tải lên. Cư dân mạng tin chắc rằng cả hai đang hẹn hò với nhau. Hay là mới đây, Vuka và Kim Tuấn Kiệt một lần nữa khiến người hâm mộ quán quéo trước màn tương tác vô cùng đáng yêu. Cụ thể, khi nhà gái đăng tải hình ảnh ăn diện đầy gợi cảm lên trang cá nhân kèm theo dòng chú thích, làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình? Kim Tuấn Kiệt đã để lại icon vỗ tay. Trước tương tác của bạn trai tin đồ, Vuka bày tỏ sự hoang mang. Ủa, tự nhiên cái vỗ tay, em mê chị hả? Với câu hỏi khó nhằn thế này, Kim Tuấn Kiệt chỉ biết đánh trống lảng vô cùng hài hước. Em đang kiểu lạnh lùng dùng nhãn dán, đừng bắt em trả lời chứ. Hoàn tung hứng ăn ý của Vuka và Kim Tuấn Kiệt một lần nữa gây xôn xao với cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng khiến nhà gái ngày càng bạo chủ động hỏi những câu tràn ngập thính. Ở độ tuổi 33, trong khi nhiều đồng nghiệp đã yên về gia thất nhưng Vuka vẫn tận hưởng cuộc sống vô tư. Trong một sự kiện mới đây, khi được hỏi về chuyện lập gia đình, nữ diễn viên tiết lộ Vuka tiết lộ hiện tại đã ngoài tuổi 30 rồi nên thấy chuyện đó bình thường, không quá đặt nặng vấn đề. Điều cô quan trọng nhất là mình có thấy vui với cuộc sống hiện tại hay không. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Đúng rồi, Chris. Đúng. Về nhà với chị. Rin. Về nhà với chị. Đi em. Ôi về với chị chứ. Về với chị luôn. Cuối cùng là em có thích Kim Tuấn Kiệt hay không? Thích lắm. Mười sáu đâu? 17. Có sắp đặt gì không vậy? Anh thề nha, Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là Quynh không có sắp đặt. Thấy chưa? Quynh thề là
Đúng. Là sao, là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận, mình phải quyết tâm, đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Tôi chọn HP. Đâu phải muốn đến với anh là đến. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh. À, cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh. Em giai đoạn anh với cái gì? Thanh. Có thể nhường cho tôi được không? Anh kia có kìa nè. Em đi về luôn con được không? Con chân chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này, cửa này. Anh à, hả? Rin, về nhà với chị. Đi em. Ôi, về với chị chị. Về với chị luôn. Ê, đúng mày về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường, cái bà lời bắt cóc vậy gì nè, vậy gì nè. Về với chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ đi về đòi anh Giang. Đi, lẹ. Quân, em về với Thành. Đi. Ôi, vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ. Yeah. Cảm thấy sợ hả? Đỏ rồi. Trời ơi, giỡn hoài. Em sinh ra cũng người giải là chung hội. Cuối cùng là em có thích Gin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Gin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ Châu đổi đội là sao? Thích lắm, thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn, là sao? Ý em muốn nói gì? Ờ, em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc bận. Điên, điên. Em à, lâu em, à, em à, cái tên người ta là Quân AB. Quân AB.
Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á, là xin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là quân. Đúng không? Rõ ràng chính xác đúng không? Không em, buông ca, buông ca. Nếu anh nói 10 ca né cái máy cho anh ha. Nếu mà quân tiếng Việt phải gọi là quân AB. Nếu mà thì đúng là tiếng Việt quân AB. Không, không chính xác. Nếu mà nói về văn, văn nói là quân AB phở. Hay mà bây giờ, giờ người ta quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng đầu AB. Và bây giờ bu ca để không, đáng là phải đọc là bu bu ca. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta rồi nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Cái thí dụ nó người ta kêu Ginh Tuấn Kiệt. Đó là kêu theo cái Việt Nam sai. Anh đọc theo tiếng Anh là Ginh Tuấn Kiệt. Ginh là gì? Là nói lên là Ginh em nói còn Ginh đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Dịch ra trước. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào, nói lên lớn lên nào. Thôi, để cho an toàn anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ. Với lại có một cái điểm anh tin là hát hay đó, tại vì có cái đầm này là giống cái đầm em ở nhà, là có cái huôn của em là bạn sẽ hát hay được giống em. Trời ơi, sao cứ quơ vô mình hết thì Châu. Có cái đầm giống em thôi mà hát hay đó hả? Hát hay à, tại vì em hát hay nên là bạn sẽ hát hay giống em ạ. Bây giờ kêu Châu hát thử một câu nghe chơi coi. Quân, nói chuyện đi Quân, Quân. Cô chắc buồn em đó. Nhưng mà em, tại em không có đồng ý cái quan điểm của Châu. Là không phải là cứ có cái đầm giống Châu là hát hay như Châu đâu. Đúng rồi, đó sao có cái đầm mà hát hay như vậy ca có cái đồng giống tôi nè. À, có cái đầm giống cái gì? Em không có cái đầm nữa hả Jin? Cái đầm giống con bạn, nhỏ bạn của em nói lộn thiếu cái chữ nhỏ bạn. Chung là không, cái này nó cũng có lý nè. Dạ đúng, vị ngọt vị đắng. Cay đắng ngọt bùi là cuộc đời ai phải trải qua. Dạ. Nhưng cay bùi đắng thì qua rồi, ngọt chưa có. Thật ra là em chưa giờ trải qua hết đó. Bây giờ hát bài gì có chữ canh, cho hộp cho miếng canh. Có chữ canh hả? Cho chị hát được. Canh em rau dền. Mẹ mai vui lo cô tôi. Rồi hát đi cơ. Chúng tôi yêu cầu Buka hát mà chị Lê Giang hát phạm luật không anh. Ôi chị nhanh quá à, chị chi à, em chia cho chị. Rồi đổi chữ khác đồ anh, đổi chữ khác đồ. Chung đội mà, chung đội mà. Đây, đây là trái gì? Trái đó là trái lê. Hát bài gì có chữ lê? Lê cà lê, 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 bước trong cái bài gì lê bước đó, cái bài gì bước, tôi đi lang thang tìm trong bóng tối nơi bước xa, về đâu khi đã mất em rồi. Đúng rồi, tiếp tục. Về đâu khi, về bao nhiêu, bao nhiêu mộng mơ, về đâu khi bao nhiêu mộng mơ, kìa đã vỡ tan, vỡ tan, vỡ tan, về đâu tôi biết đi, về đâu tôi biết, về đâu tôi biết, lê về đâu tôi biết, lê về đâu đó. Tôi đi tìm Lê. Thôi mọi mày hát dở quá mọi. Thôi mày nghỉ ăn cho đầu. Hát dở quá. Rồi bây giờ chúng ta kệ họ đi ha. Chúng anh, thử. Thử thách cho em đi. Thử thách gì? Khoan nè, bây giờ em hãy chọn thử thách. Tham gia chủ đề nha anh. Thứ nhất, khoa học xã hội. Thứ hai, toán học. Thứ ba, văn học. Thứ tư, dẫn sinh học. Vũ trụ thiên văn. Vũ trụ thiên văn học. Thôi ơi. Chọn đi, chọn đi. Văn học. Văn học, văn học đúng không? Văn rồi, học. Anh Giang mời ra câu đố. Đổi thừa dạ, nha. Dạ, nên vậy. Phải đối là được với anh Giang nha. Lục bát. Lục bát là 68. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Câu tiếp theo. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn.